Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ Bảy ngày 14 tháng 5 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, tại tỉnh Bình Định, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc. Đây là một trong những sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 22 tháng 12 1992, 22 tháng 12 2022. Lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố trong khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên tham dự hội nghị cùng đại diện của hơn 150 doanh nghiệp hai nước. Về phía tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian qua. Hai bên đã có nhiều đoàn đại biểu trao đổi trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, nghệ thuật. Các doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Khánh Hòa. Trong đó, các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn tàu biển của Đài Việt Nam đang đóng vai trò nguồn lực quan trọng cho ngành công nghiệp của tỉnh. Trước dịch COVID-19, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Nha Trang Khánh Hòa đứng vị trí thứ ba trong cơ cấu khách quốc tế của tỉnh. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa truyền thống của các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Tính riêng quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 16,9 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo tỉnh cùng các ngành, các cấp cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển quan hệ hợp tác với tỉnh Khánh Hòa nói chung và các doanh nghiệp Khánh Hòa nói riêng. Được biết, tiếp nối thành công của hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 3 vừa qua, hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Bình Định được xem là cơ hội để kết nối các địa phương khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên với các đối tác Hàn Quốc, qua đó kịp thời đáp ứng sự quan tâm và nhu cầu giao lưu, trao đổi giữa hai phía nhằm củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối cùng có lợi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phải am hiểu thị trường, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã cam kết thực thi. Tham gia vào hoạt động thương mại tự do thế giới, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải có kiến thức pháp luật về phòng vệ thương mại, để yêu cầu chính phủ và bộ ngành liên quan bảo vệ sản xuất trong nước trước những rủi ro hàng hóa các nước nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đã tham gia và thực thi 15 hiệp định thương mại tự do FTA. Bên cạnh những lợi thế mà các FTA mang lại như mở ra cho Việt Nam thị trường xuất nhập khẩu rộng lớn, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động, các FTA cũng đặt ra nhiều rào cản trong xu thế các nước đang tăng cường bảo hộ mậu dịch. Trong đó, phòng vệ thương mại là một trong những rào cản mà các nước sử dụng thường xuyên nhất nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Theo thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, trong thời gian qua, Việt Nam đã đối mặt với hơn 200 phụ kiện phòng vệ thương mại từ các nước. Trong khi ở chiều ngược lại, Việt Nam mới chỉ áp dụng điều tra phòng vệ thương mại 25 vụ việc. So sánh hai con số này cho thấy đặc điểm nền kinh tế của Việt Nam hướng về xuất khẩu, mặt khác phản ánh nhận thức, năng lực phòng vệ thương mại của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế so với các doanh nghiệp nước ngoài. Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương tổ chức cái hội thảo mời các sở ban ngành cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với cái mục tiêu đấy là phổ biến các cái quy định liên quan đến phòng vệ thương mại để các sở ban ngành cũng như các doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng nó trong thời gian tới. Trong thời gian vừa rồi, chúng ta khi mà đối mặt với rất nhiều các cái vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài như Khánh Hòa chẳng hạn là một trong những cái địa điểm, một trong những cái tỉnh mà có thế mạnh rất là lớn về xuất khẩu thủy sản. Thế thì thủy sản của Việt Nam như con tôm, con cá thì đã bị Hoa Kỳ áp thuế cho đến giờ là gần 20 năm và không hề có dấu hiệu dừng lại. Thế thì các doanh nghiệp thủy sản phải làm như thế nào để mà có thể hướng tới xuất khẩu bền vững, đảm bảo được cái phát huy hết các cái lợi thế của địa phương, thì những cái yếu tố về kỹ thuật đấy cũng cần phải được các doanh nghiệp, các sở ban ngành nắm vững để mà có thể phối hợp tốt nhất. Hiện nay, hệ thống pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam khá đầy đủ, gồm luật quản lý ngoại thương và nghị định số 10 hướng dẫn thực thi về phòng vệ thương mại. Cùng với đó là các thông tư hướng dẫn về phòng vệ thương mại trong các hiệp định CPTPP. Cũng theo luật quản lý ngoại thương, có 3 biện pháp phòng vệ thương mại cơ bản, chống bán phá giá, biện pháp tự vệ và chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Những kiến thức rất cần thiết và hữu ích đối với các doanh nghiệp trong nước trong quá trình tham gia thương mại tự do thế giới nhằm bảo vệ sản xuất hàng hóa nội địa, bảo vệ doanh nghiệp trong nước trước hàng hóa nhập khẩu.
Trên các phương tiện truyền thông đã nhắc đến rất nhiều cụm từ về phòng vệ thương mại, và đó là một trong những cái điểm khởi sắc khi mà tất cả các doanh nghiệp hầu như bây giờ đã biết và đã ít nhất đã tham gia. Việt Nam đã chủ động đưa ra WTO giải quyết 5 vụ việc liên quan đến ngành cá của Việt Nam, là một trong những cái vụ việc rất nổi tiếng, hay là tôm đông lạnh đối với Indonesia. Doanh nghiệp cần phải chủ động để tiếp cận những cái thị trường này và tìm hiểu về văn bản quy phạm pháp luật. Và song song với đó, chúng tôi cũng đã triển khai những đề án để phổ biến tuyên truyền pháp luật cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc để giải quyết những cái khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là cái khó khăn về cái thông hiểu về văn bản pháp luật quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại hiện nay. Cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do. Trong đó, giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành sản xuất trọng điểm của nền kinh tế. Để từ đó doanh nghiệp biết đâu là ưu điểm mà còn hạn chế của xuất khẩu Việt Nam, tìm hiểu được từng thị trường thông qua các cẩm nang xuất khẩu và cần đến cơ quan nào để được hỗ trợ. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu về các ngành, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập. Tiếp tục với các tin tức khác. Trong ngày hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Cam Ranh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 ngày 20 tháng 12 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. 10 năm qua thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy quân sự thành phố Cam Ranh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang thành phố đã tạo được bước chuyển biến tích cực toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78% trở lên đạt khá giỏi. Trong công tác diễn tập, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đạt khá và giỏi, tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu một lần mỗi năm, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã phường hàng năm đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, nêu lên những mặt còn hạn chế và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác thực để nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới. Nhân dịp này, Đảng ủy quân sự thành phố đã khen thưởng cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 765. Hội đồng đội thành phố Nha Trang đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2022 vào chiều qua. Sau phần văn nghệ sôi nổi và ý nghĩa, các đại biểu và các em đội viên thiếu nhi đã cùng nhau ôn lại truyền thống 81 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do Bác Hồ sáng lập, dìu dắt và trưởng thành. Phát huy truyền thống tự hào đó, những năm qua, đội viên thiếu nhi thành phố Nha Trang đã không ngừng phấn đấu, rèn đức luyện tài, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thi đua gặt hái nhiều thành tích cao trong học tập, xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Hội đồng đội thành phố Nha Trang đã trao giải cho những học sinh xuất sắc trong hội thi chỉ huy đội giỏi thành phố năm học 2021-2022, trao 13 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19 và học sinh bị khuyết tật trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2022. Sau lễ phát động, hơn 500 cán bộ chiến sĩ, đoàn thanh niên của Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân đã tham gia hiến máu, số lượng máu hiến thu về gần 500 đơn vị. Được biết, nhiều năm nay, Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh, triển khai các đợt hiến máu, bình quân mỗi năm 3 lần, thu về gần 1.500 đơn vị máu. Theo Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 35 đợt hiến máu tình nguyện, thu về hơn 7.000 đơn vị máu. Lượng máu hiến thu về được phân bổ về các cơ sở y tế trong tỉnh để thực hiện cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, đã chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương gần 1.000 đơn vị để hỗ trợ cho các tỉnh thành trong nước bị thiếu hụt nặng nguồn máu hiến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chiều qua tại thị xã Ninh Hòa, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi giao lưu với Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận với chủ đề Core Yoga hướng tới hình thể hài hòa cân đối và hệ xương khớp chắc khỏe. Hoạt động này là một trong những chuỗi sự kiện của Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa để hướng đến giải đấu Yoga tỉnh năm 2022, chuẩn bị được tổ chức tại thành phố Cam Ranh. Thông qua buổi giao lưu, giúp học viên tiếp thu và tập luyện các nhóm cơ, giúp cho các nhóm cơ liên kết chặt chẽ, từ đó tăng cường mật độ xương, giúp xương chắc khỏe hơn, đem lại sự dẻo dai và khỏe mạnh cho cơ thể, giúp phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, dân số tăng trưởng, lượng khách du lịch lớn, số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng, nên thành phố Nha Trang và một số khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm mùa du lịch. Nhằm phần nào giải quyết tình trạng này, hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh và bền vững, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm phát triển các loại hình vận tải công cộng, đặc biệt là mạng lưới xe buýt. Theo số liệu thống kê, dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay là hơn 1,2 triệu người, bình quân tốc độ tăng trưởng dân số trong 10 năm trở lại đây khoảng 0,7% mỗi năm. Còn theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, năm 2020, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu phương tiện cơ giới, trong đó có hơn 58.300 xe ô tô, còn lại là xe mô tô, gắn máy, máy điện. 5 năm gần đây, mỗi năm lượng phương tiện cá nhân tăng bình quân 10 đến 12%. Trong khi đó, tốc độ phát triển về cơ sở hạ tầng, năng lực giao thông công cộng còn hạn chế nên áp lực giao thông trên các tuyến đường chính, đặc biệt khu vực thành phố Nha Trang tiếp tục có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Về mật độ dân số, mật độ phương tiện là trên thành phố Nha Trang là tương đối dày. Về hạ tầng thì nói chung là về cái khách sạn, nhà cao tầng mọc ven đường thì tương đối dày. Cho nên vỉa hè, đấy, đường phố là hiện giờ cũng đang lấn chiếm, đấy, tạo cái không gian đi lại của phương tiện, đấy, người đi bộ và ô tô. Là có thể nói vai trò vận tải khách công cộng nói chung và vận tải khách công cộng bằng xe buýt nói riêng là một trong những yếu tố quan trọng là trong một phương án tổ chức giao thông các đô thị lớn có mật độ dân số cao phù hợp với xu thế là phát triển của thời đại. Ngày 22 tháng 4, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đưa vào hoạt động 8 tuyến xe buýt chạy ở các tuyến nội thành và huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Đây là 8 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30. Trong thời gian cao điểm, cứ 15 đến 20 phút sẽ có một chuyến. Toàn bộ hệ thống xe buýt được đầu tư mới 100%. Ngoài 8 tuyến này, hiện mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh còn có 8 tuyến không trợ giá kết nối liên huyện từ thành phố Nha Trang với các địa phương Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh. Các tuyến xe buýt này đã và đang góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, giảm tải áp lực giao thông, giảm tai nạn giao thông. Với mục tiêu tiếp tục phát triển bền vững giao thông, khuyến khích người dân sử dụng vận tải khách công cộng, phát triển đa dạng hóa các loại hình phương thức vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng và báo cáo lãnh đạo tỉnh về đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030. Sở Giao thông cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh là khảo sát và tham mưu là thứ nhất là về phát triển dịch vụ công cộng xe buýt là trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng là cần thiết. Thứ nhất là tạo quỹ đất để cho dành cho quỹ xe buýt là hiện giờ là sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân tỉnh là trên khoảng 10.000 mét vuông để điểm đầu điểm cuối cho xe buýt đậu đổ theo đúng quy định chủ trương của Bộ Giao thông và Ủy ban Nhân tỉnh. Thì cái này là Sở Giao thông tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh. Thứ hai về Sở Giao thông cũng tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh là thành lập cái trung tâm điều hành giao thông thông minh là những giao thông quản lý cái trung tâm quản lý hạ tầng giao thông quản lý camera quản lý phương tiện camera tín hiệu đèn và những cái phương tiện hoạt động vận tải khách vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn tỉnh một cách là thông minh điều tiết trôi chảy không ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo đề xuất giai đoạn 2020-2025, phương án phát triển mạng lưới gồm 22 tuyến, trong đó có 9 tuyến trợ giá, 8 tuyến xã hội hóa, 4 tuyến liên tỉnh Khánh Hòa đi Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk và 1 tuyến du lịch. Giai đoạn 2025-2030 sẽ có thêm 2 tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn, thêm 6 tuyến có trợ giá để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng cùng với sự gia tăng của dân số và tăng trưởng lượng khách du lịch. Để thực hiện được mục tiêu này, dự kiến tỉnh Khánh Hòa cần chuẩn bị nguồn vốn đầu tư hơn 160 tỷ đồng đến năm 2030. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.